Sử dụng ngoại giao, cá lớn nuốt cá bé, lấy mạnh hiếp yếu, đó không phải là hành vi của một quốc gia luôn kêu ca rằng thế giới phải sống trong hòa bình, tôn trọng lẫn nhau. Đó chính là Trung Quốc. Bao đời nay với kế hoạch lấn biển không còn giấu mình chờ thời, giờ đây Trung Quốc đã vươn mình trỗi dậy, lấy mạnh hiếp yếu, lấy số lượng để đè chất lượng. Trên Biển Đông, Trung Quốc là nhân tố chính gây ra những xung đột kể từ thế kỷ 20 đến tận ngày nay, và càng ngày càng có những hành động nguy hiểm hơn đối với cộng đồng và nhân loại. Có lẽ bất kể một quốc gia nào trên hành tinh này đều nói đến sự đáng sợ của một Trung Quốc trỗi dậy, dè chừng và luôn trong tâm thế đề phòng. Đặc biệt là những quốc gia có tranh chấp trực tiếp với Trung Quốc trên Biển Đông, Việt Nam chúng ta cũng không nằm trong ngoại lệ. Từ ngàn đời xưa, trung bình mỗi thế kỷ, Trung Quốc lại đưa quân sang xâm lược nước ta ít nhất một lần. Tâm lý đề phòng giặc phương Bắc đã ăn sâu vào tiềm thức từng hơi thở của người dân đất Việt. Không ai hiểu sự thâm hiểm của Trung Quốc như người Việt Nam. Mặc dù 5 lần 7 lượt mang quân đến xâm lược Việt Nam, nhưng đều bại trận trong nhục nhã mà quay trở về nước. Ngày nay, dù đất nước dân số, tiềm lực kinh tế Trung Quốc hơn gấp nhiều lần Việt Nam, nhưng có một điều lạ là chính truyền thông Trung Quốc hiện nay lại hay trở nên đề phòng Việt Nam. Khi mới đây, ngày 19 tháng 2 năm 2024, trên truyền thông Trung Quốc đưa ra một bài bình luận với nhan đề rằng sự ra đời của quốc gia nguy hiểm nhất Biển Đông chính là Việt Nam. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến sự đề phòng này của Trung Quốc? Và tại sao Trung Quốc lại cho rằng Việt Nam là quốc gia nguy hiểm nhất? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng tìm hiểu qua video số này. Để giải thích nguyên nhân vì sao Trung Quốc cho rằng Việt Nam nguy hiểm, tác giả đã giải thích như sau. Hoa Kỳ là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, thông thường nên có ý thức gánh vác nghĩa vụ của mình với tư cách là cường quốc, duy trì hòa bình thế giới và sử dụng tư cách thành viên thường trực của Liên Hợp Quốc để giúp các nước trên thế giới hòa giải xung đột. Bằng cách này, ảnh hưởng quốc tế của Hoa Kỳ sẽ tăng lên rất nhiều và sẽ được nhiều quốc gia công nhận và ủng hộ hơn. Tuy nhiên, Hoa Kỳ đã chọn một chủ nghĩa bá quyền hung hãn, thường xuyên sử dụng sức mạnh quân sự của mình để tấn công các quốc gia khác. Nó đã có tác động tiêu cực lớn đến các nước trên thế giới. Trong tình hình này, ngày nay có nhiều quốc gia bắt đầu ghét Hoa Kỳ và không muốn hợp tác với nước này. Mỗi khi hội nghị quốc tế được tổ chức, Hoa Kỳ sẽ bị các nước khác tẩy chay vì hành động bá chủ của mình. Để giành được sự ủng hộ của Mỹ, họ đã tìm mọi cách để xích lại gần Hoa Kỳ, điển hình nhất là Việt Nam. Từng có một cuộc chiến khốc liệt với Mỹ, sau này vì giá trị sử dụng của mình, Việt Nam đã tiến hành một loạt giao dịch chiến lược với Hoa Kỳ. Do đó, nhiều xung đột giữa hai bên thông qua hợp tác, Việt Nam đã nhận được một lượng lớn vật tư quân sự từ Hoa Kỳ. Sức mạnh quân sự của nước này đã được cải thiện đáng kể, mạnh mẽ hơn, sức mạnh và sự tự tin. Với những gì vị tác giả này nói rằng, Việt Nam đã trở nên mạnh mẽ, tự tin hơn nhờ hợp tác với Hoa Kỳ để nhận được lượng lớn vật tư quân sự Hoa Kỳ. Đây quả là một điều nực cười. Vị tác giả này chắc chắn không cập nhật tin tức ngoài nước. Việt Nam từ trước tới nay luôn độc lập tự cường. Kể từ khi chiến tranh Trung Mỹ, Việt Nam đã dựa vào sự đoàn kết, sức mạnh dân tộc để thắng một kẻ đứng đầu thế giới về quân sự. Dù giải hàng triệu tấn đạn, bom mìn và chất độc, nhưng Mỹ đành chịu thất bại vì sự kiên cường của quân dân Việt Nam. Sau khi thất bại, Mỹ rút khỏi Việt Nam và để lại không ít khí tài như máy bay, xe tăng còn nguyên vẹn. Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, quân Mỹ đã viện trợ hàng nghìn xe tăng, máy bay, pháo, súng ống và hàng trăm tàu chiến cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Sau năm 1975, Việt Nam chúng ta đã thu giữ được rất nhiều vũ khí, chiến lợi phẩm phục vụ cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc, chiến đấu bảo vệ phía Tây Nam, biên giới phía Bắc và quần đảo Trường Sa. Nhưng hiện nay, những vũ khí này không còn trong biên chế. Mặc dù có thể nói những vũ khí này giúp ích rất nhiều, nhưng nó là chiến lợi phẩm thu lại sau chiến tranh, chứ không phải là đầu tư từ Hoa Kỳ. Đến ngày nay, năm 2016, Hoa Kỳ mới dỡ bỏ chính thức việc cấm vận bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Tuy nhiên, chưa bao giờ Hoa Kỳ cho không hay viện trợ vũ khí Việt Nam. Mà hơn hết, Việt Nam phải bỏ tiền ra mua vũ khí của Hoa Kỳ. Đây là dựa trên nguyên tắc mua bán. Những hợp đồng vũ khí quân sự Việt Nam với Hoa Kỳ cũng nhỏ giọt và Việt Nam vẫn còn dè dặt với vũ khí của Hoa Kỳ. Vũ khí Việt Nam ưa chuộng và phù hợp đó là với Nga. Vậy nên 80% vũ khí của Việt Nam hiện nay xuất phát từ những hợp đồng mua bán từ Nga, còn lại từ các nước khác như Israel, Hàn Quốc, Ấn Độ. Ngoài ra, Việt Nam còn tự nghiên cứu và sản xuất nhiều loại vũ khí hiện đại, cải tiến một số loại vũ khí để phù hợp với Việt Nam. Nếu nói về hợp tác quân sự với Hoa Kỳ, phải nói rằng Việt Nam và Hoa Kỳ đã hợp tác quân sự từ lâu.
quân đội Hoa Kỳ và Việt Nam đã hợp tác cùng nhau trong nhiều thập kỷ, nhưng tập trung vào việc tìm kiếm quân nhân mất tích và rà phá vật liệu nổ trong chiến tranh Việt Nam. Những nỗ lực đó đã được mở rộng trong những năm gần đây và các hoạt động trao đổi khác cũng tăng lên. Nổi bật là một số chuyến thăm của các tàu sân bay Mỹ tới Việt Nam kể từ năm 2018. Quân đội hai nước cũng đẩy mạnh tăng cường hợp tác về hỗ trợ nhân đạo, phòng chống và cứu trợ thiên tai, gìn giữ hòa bình, quân y và y tế công cộng cùng nhiều hoạt động khác. Đây là những hoạt động hợp tác vì nhân đạo, chứ chưa bao giờ Việt Nam hợp tác quân sự với Hoa Kỳ để cùng chống lại nước khác hay trở thành một đồng minh chống lại Trung Quốc. Hiện nay, những căng thẳng luôn bùng phát mạnh mẽ trên khu vực Biển Đông. Mỹ cũng có nhiều lợi ích tự do hàng hải và duy trì trật tự cũng như bảo vệ những đồng minh thân cận của họ ở vùng biển này như Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines. Đồng thời, Mỹ cũng duy trì ảnh hưởng tại khu vực này. Vậy nên, Việt Nam chính là điểm đến hấp dẫn, là trung tâm của chiến lược châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ. Thực chất thì Mỹ cũng không phải yêu quý Việt Nam mà đến, hay muốn giúp đỡ Việt Nam chống lại Trung Quốc. Mỹ muốn sử dụng Việt Nam như một nước cờ đối trọng lại với Trung Quốc, bởi Việt Nam hiện nay là điểm sáng liên quan trực tiếp đối với Trung Quốc. Nói cách khác, Mỹ muốn chiến đấu với Trung Quốc đến người Việt Nam cuối cùng, xem Việt Nam là chất xúc tác thổi bùng những cái đầu nóng trên Biển Đông. Nhưng thật tiếc, những nhà lãnh đạo của Việt Nam chúng ta có một cái đầu lạnh, ngoại giao cây tre mềm dẻo và uyển chuyển, đã thực sự cân bằng được lợi ích của các nước lớn mà vẫn có lợi cho mình. Bằng chứng là Việt Nam và Mỹ nâng cấp mối quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, ngay sau đó đón tiếp Chủ tịch Tập Cận Bình ký kết cộng đồng chia sẻ tương lai. Đây chính là thế cân bằng khéo léo mà chỉ có Việt Nam mới có thể làm được. Nhưng anh bạn láng giềng của chúng ta luôn nơm nớp lo sợ rằng Việt Nam sẽ nghiêng hẳn về phía Mỹ, khi cho rằng Việt Nam đã mở rộng vòng tay đón Mỹ. Và vị tác giả này viết tiếp: một số phương tiện truyền thông đưa tin quốc gia nguy hiểm nhất Biển Đông sắp ra đời, đó chính là Việt Nam mà chúng tôi đã đề cập trước đây. Đất nước này hiện đã sẵn sàng chào đón Hoa Kỳ với vòng tay rộng mở. Cách đây một thời gian, các quan chức cấp cao của Việt Nam đã nhiệt tình mời Hải quân Mỹ tập trận trong phạm vi ảnh hưởng của mình. Hành vi của Việt Nam đã phát đi một tín hiệu rất nguy hiểm. Nhiều người lo ngại Việt Nam sẽ tận dụng cơ hội này để tấn công Trung Quốc hay không? Vâng, đúng là mới đây, ngày 20 tháng 2 năm 2024, Việt Nam đã tập trận hải quân chung với Mỹ. Tuy nhiên, đây là cuộc tập trận hải quân đa quốc gia quy mô lớn Milan 2024 tại Ấn Độ. Các lực lượng hải quân Việt Nam, Mỹ, Nhật Bản, Australia, Pháp, Hàn Quốc, Indonesia nhằm mục đích tăng cường hợp tác khu vực an ninh hàng hải. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại New Delhi, ngày 19 tháng 2, cuộc tập trận hải quân đa quốc gia quy mô lớn mang tên Milan kéo dài 9 ngày ở Visa Khapatnam, bang Đông Nam Andhra Pradesh của Ấn Độ đã mở màn với sự tham gia của khoảng 50 lực lượng hải quân. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh môi trường địa chính trị căng thẳng, trong đó có tình hình an ninh đang xấu đi ở Biển Đỏ. Tham gia cuộc tập trận Milan lần thứ 12 này có các lực lượng hải quân Mỹ, Nhật Bản, Australia, Pháp, Bangladesh, Hàn Quốc, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, v.v. Cuộc tập trận bắt đầu với sự xuất hiện của 15 tàu chiến và một máy bay tuần tra biển. Tham gia cuộc tập trận lần này, lực lượng nước chủ nhà đã triển khai gần 20 tàu, bao gồm các tàu sân bay Vidran và Vira Manitza, cùng gần 50 máy bay gồm MiG-29K, máy bay chiến đấu hàng nhẹ Tejas và máy bay trinh sát biển tầm xa B-8I và máy bay tác chiến chống tàu ngầm. Cuộc tập trận được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn cập cảng từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 2 và giai đoạn trên bờ với nhiều khoa mục diễn tập phức tạp từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 2. Milan là cuộc tập trận hải quân đa quốc gia diễn ra 2 năm trên một lần, bắt đầu từ năm 1995 với sự tham gia của nhiều quốc gia trừ Trung Quốc. Mục đích của tập trận này đã rõ ràng tăng cường hợp tác an ninh hàng hải, mà trong tất cả các nước tập trận hầu hết đều là đồng minh thân cận của Mỹ. Điều này khiến Trung Quốc lo lắng nhiều hơn rằng Việt Nam thắt chặt an ninh trên Biển Đông khi nhờ Mỹ và đồng minh can thiệp trong những vấn đề tranh chấp hiện nay tại Biển Đông mà Trung Quốc là bên chuyên gây hấn. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn nhất quán đường lối quan điểm của mình. Việt Nam không dựa vào ai, không trông chờ ngoại bang ban phát thứ hòa bình giả dối, tự thân vận động, tự có những phương sách hướng đi đúng đắn để có những hình thức phản đối Trung Quốc trên Biển Đông, chứ không liên minh với bất kỳ quốc gia nào khác để đối phó với Trung Quốc. Bằng chứng là, mặc dù có những xung đột trực tiếp trên Biển Đông với Trung Quốc, nhưng ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc vẫn tách bạch riêng, những hợp tác vẫn duy trì và phát triển. Làm rõ đối tác, đối tượng tùy cơ ứng biến, mềm dẻo, cương nhu vừa đủ. Vậy nên, Việt Nam tham gia tất cả các cuộc tập trận, kể cả với những kẻ thù đối đầu với mình là Trung Quốc trên Biển Đông.
Bằng chứng là cuối tháng 11 năm 2023 vừa qua, Việt Nam cũng đã tham gia tập trận với Trung Quốc mà không có vấn đề gì xảy ra. Cuộc tập trận chung đa quốc gia mang tên Hòa bình Hữu nghị 2023 với quân đội của Campuchia, Lào, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam ở Trạm Giang, Quảng Đông. Và trong thời gian đó thì không có ai nhỏ nhen mà bình luận rằng Việt Nam nghiêng về phía Trung Quốc để chống lại Mỹ hay điều gì khác. Có lẽ chỉ có những người như tác giả đây mới suy diễn vấn đề này như vậy. Và nếu không có ý đồ xấu xa thì hà tất phải chột dạ. Trung Quốc xưa nay vẫn vậy, vẫn ôm giấc mộng bành trướng xuống phía Nam, muốn đưa lưỡi bò của mình liếm 90% diện tích Biển Đông một cách vô lý và táo bạo. Thẳng thắn mà nói, Trung Quốc là tác nhân chính trong mọi cuộc xung đột trên Biển Đông. Nhiều lần đưa tàu thuyền hải cảnh bắt nạt ngư dân Việt Nam trên chính vùng biển của Việt Nam. Ví dụ như năm 2014, Trung Quốc đưa giàn khoan HQ981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Năm 2016, dù bị kiện ra tòa án quốc tế bởi Philippines, nhưng Trung Quốc vẫn ngang nhiên xem phán quyết của tòa là một tờ giấy lộn, mặc dù chính Trung Quốc là một thành viên của UNCLOS. Năm 2019, Trung Quốc đưa hai mũi giáp công vào vùng biển Việt Nam trên bãi Tư Chính, thực hiện một cuộc giáp công hai mũi trên bờ và trên biển. Trên biển đưa ra ba lực lượng hoạt động khắp Biển Đông, gây áp lực cho hoạt động các quốc gia liên quan, hiện thực ý đồ độc bá Biển Đông. Trên bờ, tức là trên bàn thương lượng ngoại giao COC, đó là bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, diễn ra ở Malaysia đúng vào thời điểm Trung Quốc đưa nhóm tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 8 hoạt động tại khu vực phía Nam Biển Đông, nơi có khu vực bãi Tư Chính của Việt Nam. Và họ nêu thời hạn 3 năm trong đàm phán COC có vẻ thiện chí muốn giải quyết sớm vấn đề, nhưng thực chất là nhằm lợi dụng lúc chính quyền Tổng thống Duterte khi đó của Philippines điều phối quan hệ ASEAN-Trung Quốc năm 2018 đến năm 2021, đồng thời tạo áp lực thời gian đối với các nhà đàm phán ngoại giao ASEAN như đã từng tiến hành với một số nước trong cuộc đàm phán phân định biên giới trên bộ, trên biển cuối những năm 1990. Hành động của họ tại bãi Tư Chính của Việt Nam, chèn ép ngư dân Việt Nam tại vùng biển Hoàng Sa cũng như chèn ép ngư dân Philippines tại khu vực bãi cạn Scarborough do Philippines kiểm soát, tấn công tàu tiếp tế Philippines tại bãi Cỏ Mây, gây hấn tại cụm bãi cạn Luconia do Malaysia kiểm soát đã làm xói mòn nghiêm trọng cách gọi là thiện chí Trung Quốc trong đàm phán COC. Hành động gây hấn trên biển là nhằm gây áp lực lên các bên ASEAN có lợi ích sát sườn ở Biển Đông trên bàn thương lượng COC, thể hiện rõ ý đồ dùng COC để thực hiện hóa hiện trạng mới trái phép tại Trường Sa, Hoàng Sa và Biển Đông. Thực tế, rất nhiều hoạt động của Trung Quốc trên bộ hay trên biển trong những năm gần đây cho thấy điều mà Trung Quốc thực hành không phải là cùng thắng mà là ăn người, nghĩa là giành thắng lợi tối đa của mình bất chấp hậu quả với đối tác. Kể ra một số ví dụ trên để thấy những hành động của Trung Quốc trên Biển Đông không hề kiêng nể hay dè dặt đối với đối thủ mà là mạnh tay áp chế đầy áp mưu mô, nhưng lại lo sợ Việt Nam hợp tác với Mỹ trở thành đối thủ đáng gờm trên mặt trận Biển Đông. Thực chất nếu tính đến một cuộc đối đầu trực tiếp không khoan nhượng, Mỹ vẫn là nước đứng đầu thế giới về quân sự. Mặc dù hiện nay số lượng tàu chiến hải quân Trung Quốc có thể hiện vượt mặt hơn, tuy nhiên lại bị hoài nghi về chất lượng vũ khí cũng như phương thức tác chiến. Nếu xảy ra một trận tử chiến thì Trung Quốc chắc chắn sẽ thua. Nhưng bản chất của Mỹ là không bao giờ trực tiếp tham chiến mà luôn sử dụng một chiêu bài lâu nay vẫn hay áp dụng, đó là một cuộc chiến ủy nhiệm. Tức là có thể Việt Nam sẽ trở thành chiến trường đối đầu với Trung Quốc. Và nếu có xảy ra thì Mỹ lại tiếp tục kêu gọi đồng minh hỗ trợ vũ khí đánh người Trung Quốc đến người Việt Nam cuối cùng. Cũng giống như cuộc chiến Ukraine, Mỹ chỉ giang tay viện trợ nhằm mục đích làm suy yếu và khiến Nga chìm sâu trong cuộc chiến. Nhờ vậy, Mỹ bớt đi một đối thủ cạnh tranh ảnh hưởng. Nhưng có lẽ một kịch bản như vậy sẽ không bao giờ xảy ra đối với Việt Nam. Người Mỹ sẽ không điều khiển được nước cờ Việt Nam bởi chúng ta đã quá hiểu Mỹ. 21 năm chống lại đế quốc Mỹ, khi người anh em Trung Quốc trước đó còn thể thốt, môi hở răng lạnh, gọi nhau là đồng chí anh em, lại bắt tay với chính kẻ thù của người em mình bán đứng Việt Nam năm 1972. Ngay từ giây phút đó, chúng ta đã biết rằng không có bạn bè vĩnh viễn, không có đồng minh nào vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn mà thôi. Chính vì vậy, từ lâu chúng ta đã xác định phải tự thân vận động, phải tự lực, tự cường, tránh trông chờ vào ngoại bang. Như lời Bác Hồ đã từng nói, một dân tộc không tự do cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập. Dù có trường kỳ gian khổ tới đâu, vẫn phải tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình là chính. Trên thế giới, chưa bao giờ có một nước nào có thể hy sinh lợi ích dân tộc của mình chỉ vì lợi ích của một dân tộc khác. Chính vì vậy, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, dù là thời bình hay thời chiến, không thể ảo tưởng trông chờ sự trợ giúp của nước ngoài, không tham gia liên minh quân sự với nước khác.
Cho đến ngày nay, xu thế mở cửa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhưng tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường vẫn là yếu tố quyết định đối với sự phát triển bền vững của một quốc gia. Kiên định với quốc phòng 4.0 là chủ trương đường lối quyết sách đúng đắn mà hiện nay Việt Nam vẫn đang và đã và tiếp tục duy trì. Khi Việt Nam cương quyết đi theo xu hướng giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại, bằng hòa bình, thì Trung Quốc lại cho rằng chúng ta đang âm mưu thủ đoạn lôi kéo đồng minh chống lại họ. Việt Nam lựa chọn đối thoại không có nghĩa là hèn nhát, sợ hãi trước Trung Quốc. Nhưng tác giả lại cho rằng Việt Nam sợ thảm bại trước Trung Quốc nên chưa đủ can đảm để gây hấn với Trung Quốc. Nhưng họ vẫn luôn đề phòng chúng ta tấn công bất kỳ lúc nào. Và tác giả viết tiếp: điều lo ngại này rất có lý. Việt Nam có kế hoạch này nhưng Việt Nam chưa đủ can đảm để hành động thực tế vì chưa đủ trình độ so với Trung Quốc ngày nay. Nếu xung đột vũ trang nổ ra giữa hai bên, Việt Nam chắc chắn sẽ phải chịu thất bại thảm hại như trước. Trong tình hình đó, Việt Nam chỉ có thể tận tâm kìm nén tham vọng của mình, dùng biện pháp tương đối khéo léo để giành được sự ủng hộ của các nước sẽ không gây ra quá nhiều ảnh hưởng xấu đến tình hình quốc tế trong thời điểm hiện tại. Tất nhiên là không thể chấp nhận điều này. Nhẹ thôi, chúng ta phải luôn đề phòng những con sói mắt trắng như Việt Nam để tránh bị lật úp trong rãnh nước. Xin thưa với tác giả, Việt Nam không phải là một quốc gia hiếu chiến. Chúng tôi là một đất nước thiện chiến, yêu chuộng hòa bình và ghét chiến tranh. Nhưng khi giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh, còn cái lưng quần cũng đánh. Dù là châu chấu đá voi hay lấy trứng chọi đá, nhưng lịch sử ngàn đời nay Việt Nam luôn được thế giới liệt vào danh sách chưa từng thua một quốc gia xâm lược nào. Ngay cả quân Mông Nguyên từ chinh phục Á Âu cũng 3 lần bại trận trước Việt Nam. Thực dân Pháp, đế quốc Mỹ với kinh nghiệm chinh chiến qua hai thế chiến thứ nhất và thứ hai, vũ khí hiện đại bậc nhất thời kỳ đó với bao nhiêu chiến lược khét tiếng, cun cút cuốn gói về nước trước quân đội Việt Nam nhỏ bé, vũ khí lạc hậu. Ngay cả về thế lưỡng đầu thọ địch cùng một lúc phải chiến đấu ở hai đầu đất nước, phân tán lực lượng nhưng chỉ trong một tháng đã đánh giạt quân Bôn Bốt và Trung Quốc phải rút quân vội về nước. Đó là chưa kể đến việc Việt Nam mới chỉ sử dụng quân địa phương mà chưa sử dụng tổng lực để đánh Trung Quốc ở phía Bắc. Vậy nên hiện tại Việt Nam cũng không ngán bất kỳ một thế lực nào có ý định làm nguy hại đến lãnh thổ Việt Nam. Nhưng trên hết, Việt Nam yêu chuộng hòa bình và muốn làm bạn với tất cả các quốc gia. Bởi Việt Nam hiểu rõ hậu quả của những cuộc chiến tranh. Đó là đau thương mất mát, tàn phá kinh tế, đi lùi lại với xã hội. Dù thắng hay thua thì bên nào cũng thiệt hại đáng kể. Vậy nên những nguy cơ khiến cho Trung Quốc lo lắng rằng Việt Nam lôi kéo Mỹ đánh úp là vô căn cứ và là ý nghĩ ngu xuẩn nhất. Còn quý vị nghĩ sao về bài báo của Trung Quốc này? Xin để lại dưới bình luận. Nhớ đăng ký kênh, ghé qua kênh mỗi ngày. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!